Tính của tôi ngộ lắm nha. Ê, thấy ai ăn cái món gì mà đúng cái món mình thèm một cái nha, là nguyên đêm nó ngủ không có được. Sáng hôm sau là phải xách xe chạy ngay đừng mua nguyên liệu làm. Mà cái món này thì cần phải có thanh long. Chuyến này là mấy trái thanh long coi như tới công chuyện luôn. Thanh long này thì phải là thanh long ruột đỏ nha. Bên này trái nhỏ hơn nè, 5 trái 10 đồng. Còn bên đây thì trái to hơn nên 4 trái 10 đồng. Mua xong rồi thì Tuyền cũng chạy về nhà ghé ngang cái vườn sơ soát của mình. Cây chuối nó ốm tanh ốm teo, Tuyền thấy vậy nói chạy thoát cho nó luôn hen. Để em nói, có mấy bạn nói Tuyền ăn hiếp cây chuối, thấy nó nhỏ xíu mà cứ cắt lá hoài, thiệt ra là nó không có lớn mọi người ơi, nên thôi hôm nay mình đem làm bánh hết luôn hen. Thằng chuối này cái tự nhiên thèm gỏi bắp chuối mà thôi thôi thôi, làm mất công tốn con gà nữa nên bỏ nha mọi người, mình lấy cái phần lá này thôi. Tuyền sẽ tước cái phần lá này ra rồi mình rửa, hót dữ lắm luôn á thì cũng được mớ lá chuối rồi nè. Giờ thì mình sẽ đi làm hen. Món này thì cần phải có chả lụa, nhưng mà Tuyền không có mua được chả lụa nên mình tự làm chả nha, nhưng mà là chả chay. Tuyền không có mua được cái loại mà tàu hũ kia mà dạng mỏng á mọi người. Tàu hũ kia mỏng này thì đợt trước mua còn dư có chút xíu không có đủ, nên đợt này Tuyền mua thêm cái dạng cộng á. Nếu được thì mọi người mua dạng mỏng hết ha. Cho nước vào trong đây ngâm cho nó mềm ra. Sau khi ngâm rồi thì rửa sạch lại cho nó bớt dầu mỡ. Rồi mình bắt cái nồi nước sôi lên, mình trụng sơ qua cho nó mềm ha. Cái này thì Tuyền cũng học lỏm được ở trên mạng thôi. Theo công thức á, thì sẽ cho vào trong đây là hạt nêm nè, tiêu nè, tỏi nè, với lại xíu muối, trộn đều lên rồi mọi người sẽ cho vào trong cái bọc ni lông nghe. Phút này ai khéo á, thì mọi người cuốn luôn nha, còn Tuyền không có khéo nên là cho vào bọc ni lông mình định hình trước rồi mình hả cuộn chả nha mọi người. Ê, trong tủ lạnh tầm 30 phút, nhớ là mình lựa thanh long kỹ lắm mà ta, nhưng mà trúng trái thúi luôn mọi người nên là đem trái này ra làm trước nha. Xem nãy giờ mọi người có biết Tuyền làm món gì chưa? Chưa ra món gì hết trơn đúng không? Tuyền sẽ làm món bánh dày nha mọi người, nhưng mà bánh dày phiên bản thanh long ruột đỏ nha, cho nó có cái màu hồng hồng xinh xinh đó. Liệu thứ hai để làm được cái món bánh dày này thì mình phải có bọc nếp. Tuyền còn chút xíu bọc nếp này nè, có nhiều chơi nhiều mình sử dụng hết luôn nha. Tuyền sẽ cho vào trong đây muối nè, dầu ăn nè, rồi mình cho từ từ cái nước cốt thanh long này vào hen. Mọi người trộn đều lên đến khi nào mà hỗn hợp thấy nó mềm gì là được rồi hen. Ê, cho bọc nghỉ tầm khoảng 10 phút rồi mình đi chuẩn bị cái miếng lá chuối. Ta nói mót dữ lắm luôn á mới có được nhiều nè. Tuyền sẽ cắt thành hình tròn nhỏ nhỏ ha, rồi mình lấy cái hình tròn đó ịn lên mấy cái lá chuối còn lại rồi cắt. Ban đầu tưởng là nó sẽ giống nhau nhưng mà không hề giống nhau nha mọi người, mỗi cái mỗi vẻ. Tuyền sẽ thoa lên đây một xíu dầu đặng cho nó không có dính á. Giờ thì mình sẽ lấy bột vòi cho thành hình tròn, sau đó thì mình sẽ ấn lên miếng lá chuối, vậy là được cái bánh dày rồi đó mọi người. Sau 30 phút á thì Tuyền sẽ lấy cái chả này ra rồi mình cuộn vào lá chuối, do lá chuối hạn hẹp quá nên cuộn lấy hương lấy hoa thôi nha mọi người. Tuyền sẽ cuộn ở bên ngoài thêm một lớp giấy bạc nữa cho nó chặt lại hen. Giờ thì Tuyền sẽ đem hai cái này đi hấp, lớp dưới thì mình sẽ hấp chả, còn lớp trên đó thì Tuyền sẽ hấp bánh dày. Ban đầu thì mọi người nhìn bánh dày có hồng cánh sen đúng không, khi nó chín lại thì hồng cánh phai nha. Nó chuyển thành hoàn toàn thành một cái màu khác nhưng mà siêu xinh luôn á. Thêm 20 phút nữa thì cái phần chả của mình cũng đã chín rồi nè. Giờ thì mình sẽ lấy một miếng bánh dày hen, rồi cho miếng chả lên bên trên, xịt miếng tương ớt nữa, rồi thêm một lớp bánh dày lên bên trên nữa. Giờ thì mời mọi người ăn bánh dày chả chay cùng với Tuyền nha. À, ăn không thử một cái bánh thử nha. Ăn không thì bánh nó sẽ dẻo dẻo, ngọt ngọt, ngẩn ngẩn. Tại vì thanh long ngọt mà. Tuyền sẽ thử ăn không cái chả này nha. Không ngon. Này thì theo Tuyền thấy là bánh dày làm ngon, nhưng mà do là chả của mình không ngon nên là mọi người muốn ăn món này thì mua chả lụa bên ngoài hen.